Thưa quý vị, khi nãy thì anh Vũ Trung có đề cập đến cái sự chọn lựa cái người làm phó cho mình, cái sự thất bại đến từ ông McCain quả như như thế, ông chọn bà Sarah Palin, thống đốc của Alaska dẫn đến cái việc thất bại. Thì đó là những gì mà họ các nhà bình luận chính trị rồi chuyện mà không liệu không hiểu là ông Biden chọn bà Kamala Harris như thế nào. Nhưng mà nói đến chuyện vượng phu ích tử đó, mình phải nắm đến bà phu nhân tổng thống Joe Biden. Ông Biden mà không có bà nó mệt hơn nữa đấy Cho nên nói đến vai trò vượng phu ích tử là phải nói đến Joe Biden, một người dìu chồng và lại là một người về giáo dục. Bà là người tiến sĩ về vấn đề giáo dục. Cho nên không có một cái người như bà Joe Biden là ông Biden cũng mệt lắm. Bởi vì Bà Joe Biden là một người hiện nay đã sát cánh và là người ngay sau cuộc tranh luận biết chồng thất bại, thảm bại. Nhưng bà ấy là, bà ấy lại là người có những cái câu nói khuyến khích chồng mạnh mẽ nhất. Mà thưa anh đó, chúng ta nói làm gì thì làm đến cái tuổi như anh, tuổi chúng tôi, tuổi của ông Biden đó. Không có ai quan trọng hơn người đứng bên mình là người vợ của mình. Bởi vì anh có té ngã, về thể lực về tinh thần ít nhất bà ngồi bà nói ồ ấy anh yên tâm đi cái chuyện chuyện nhỏ một người luôn em vẫn yêu anh đại khái <laughs> vẫn thương anh thôi. rồi rồi đốt thải đâu bà chưa biden cũng vận động ngầm tức là nói chuyện với các thư ký nói chuyện với nội các của ông biden để nói rằng tất cả những cái nỗ lực hiện nay chúng ta đã đứng đằng sau ông biden không phải là tôi là vợ nhưng mà tôi là người có thể phụ trách vấn đề tinh thần cho ông tổng thống lúc này cho nên cái vai trò vượng phu ích tử đó mà canh chư biden vô cùng quan trọng và chúng tôi cũng để thấy trong các gia đình người việt nam cũng thế nữa những người mà có người vợ sống với, lâu với mình rồi đó là cuối cùng gì chăng nữa đó? vẫn là bà vợ có lẽ tôi xin điều chỉnh lại chiếc vượng phu ích tử không khéo bị ngộ nhận bởi vì cái này nó dành cho vợ và chồng yeah nhưng mà trong trường hợp Kamala Harris bà ấy là một người phó nhưng mà hình ảnh người bật của bà nó không có gì đáng kể Đúng, cả yeah. mm. vì vậy cho nên trong những cái lúc mà gặp sóng gió mm. bão tố nó dồn đến ông Biden đó, yeah. thì bà cố gắng mà chỉ gần như là một mình bà vẫn còn mạnh để mà khuyến khích ông tiếp tục giống như bà vợ vậy thì với cái vai trò là phó trong thời gian qua đã thay vì ông Biden đi các nơi thì luôn luôn anh nhớ đó là cái người phó cũng là vận động tranh cử bởi vì nếu mà ông Biden rớt thì bà cũng rớt theo cho nên đó cũng là một hình thức mà chưa kể là trong tương lai rủi ro có chuyện gì với ông tổng thống thì bà là người sẽ lên giữ vai trò lãnh đạo nước Mỹ nữa nhưng có một điểm này nếu bà là một cái nhân vật mà xuất sắc và lẫy lừng á thì cho dù ông Biden có bị bệnh động thì bà ra người ta còn có oh, những ông bỏ yeah. phiếu cho bà ấy. thí dụ từ từ ông Biden ông chọn bà Obama anh thí dụ thôi thì cái chuyện nó có thể là sẽ thay đổi lớn bởi vì người ta nói ô nếu mà ông Biden có chuyện gì đi chăng nữa thì bà Obama lên vân vân thì cái chuyện đó mình nói nhưng mà thưa quý vị một điểm đáng chú ý đó là trong dư luận trong thời gian qua đánh ông Biden rất mạnh nhưng mà ngày hôm nay tờ New York Times mà trong đó họ nói có 14 <laughs> bình bút ra của tờ New York Times đều đồng loạt đưa ra quan điểm để cho thấy rằng Mặc dù chê ông Biden như thế Nhưng mà bên phía đảng Cộng hòa ông Trump Cũng chẳng có gì nổi bật hơn cả Trong đó những cái điểm nào Mà họ chỉ trích ông Trump nặng nề nhất thưa anh Nặng nề nhất có lẽ câu đầu tiên Đấy mà. mà đây là 14 ngòi bút Tổng hợp để viết yeah. cái bài này Cái câu đó nguyên văn như thế này ừ. Là Không còn cái chỗ để mà nghi ngờ Về người mà cử tri sẽ đi bầu Vào tháng 11 Bất kỳ ai Ngoại trừ Donald Trump wow. Rất là nặng Câu đầu tiên có nghĩa là họ nói rằng quý vị có thể chọn bất cứ bất ứng viên nào Nhưng mà đừng chọn, Trump. đừng chọn Donald Trump Lý do Lý do là bởi vì Nó có một cái câu nữa ừ. Bởi vì ông Trump đã thể hiện ra là Ông là một cái nhân vật không xứng đáng trách nhiệm của một tổng thống nguyên văn Nguyên văn Cũng như là Một hội đồng của 14 nhà báo này lại viết tiếp là Ông Trump đã thể hiện sự thiếu tôn trọng hoàn toàn đối với Hiến Pháp Đúng một cốt lõi của, của luật pháp Thiếu tôn trọng hoàn toàn đối với Hiến Pháp luật pháp và người dân Mỹ. Yeah. Đó là những cái điểm mà cái điểm mà ghê gớm của cái cái Thì bài tổng Tổng hợp này. thông qua để để thưa quý vị nói thêm đó là bởi vì về vấn đề hiến pháp trong đó có cái chuyện mà tôn trọng cái quyền chuyển tiếp quyền lực, êm thấm, cái đó tất cả các vị tổng thống đều tôn trọng. Đó là hiến pháp được đề ra nhưng mà ông Trump lại chống lại, thậm chí chỉ trích cái người mà ông phải rời để nhường vào ông cho ông biden đó, chỉ trích thay vì có những cái lời hoặc là những cái viết những cái lá thư tôn trọng như những vị tổng thống trước đây chúng ta từng thấy ông George Bush viết lại cho ông Clinton quá hay luôn anh rồi ông Bush viết lại cho ông Obama rồi ông Obama cũng viết những cái lá thư nhắn nhửi cuối cùng để lên trên bàn của tòa bạch ốc khi mà rời để nhường lại cho ông trump rất là hay nhưng mà Trump thì không không có một cái gì cả, à, thậm chí từ, còn chỉ trích ông Biden. Thường nữa. thường có những vị tổng thống thường thường họ hay, hay nhờ ý kiến đóng góp ừ. của các cựu tổng thống. Nhưng mà trở lại với tờ New York Times anh, dạ. họ lại nhận định như thế này. À, cho rằng là ông Donald Trump ông đã sử dụng cái đoàn bảy chính trị để thúc đẩy cái lợi ích cho cá nhân dạ. và gia đình, cũng như để thỏa mãn sự bốc đồng dạ. và trừng phạt chính xác những người mà ông cho rằng đã đối xử với ông à, đúng, không có đúng à. cho nên nó đi vào cái điểm tôi nghĩ rằng ít nhiều dù có không đồng ý hay thương ông trump mấy cũng phải nhìn thấy rằng là Thì vì có những lời ông trump ông tuyên bố ông sẽ làm trong đó cái chuyện mà hoặc là có những lời tuyên bố người ta thấy ông cười ông đùa ông, ông xạo nhiều hơn nhưng mà mới đây đó và đã từng trong quá khứ ông đã có những ai bất cứ những ai, bất tuân đó, là ông cho nghỉ hết sa thải hết và mới đây ông tuyên bố đó sẽ trù dập bỏ tù và luôn cả bỏ tù Zuckerberg, ông uh, tổng giám đốc của uh, Facebook và uh, Meta đó thưa quý vị. Cho nên những cái tuyên bố đó đó và người ta lo sợ nếu mà ông Trump lên làm tổng thống á, ông sẽ lấy lại tất cả các hồ sơ những kẻ đối thủ chính trị trước đây từng bêu xấu ông và kể cả các tòa quan tòa ông có những cái quyền mà lớn mà thì trù dập hoặc là ảnh, gây ảnh hưởng tới những cái nhân vật này thì cái điều đó là lý do mà tại sao bên phía New York Times họ cho rằng à, sẽ tấn công, Trù dập những kẻ đã từng tấn công ông. Okay. cái chuyện đó thì chỉ hy vọng cái là những người mà ta, người ta nói người ta nóng tính người nói như vậy đôi khi người ta lại không có thâm. tôi vẫn nghĩ là như vậy. ông ấy chửi thì ông chửi. Như Steve Bannon là ông ấy chửi Steve Bannon như tán nước luôn Nhưng mà thưa quý vị uh, Hiện nay đó bên phía đảng Dân Chủ Đồng ý là họ chỉ trích ông Biden Và họ hy vọng từ bây giờ đến tháng 11 này đó Là là sẽ có nhân vật để thay thế Có những cái uh, quan điểm đó Bên phía các vị lãnh đạo trong quốc hội Kể cả ông Chuck Schumer Rồi ông Jeffrey Tức là ông... Uh, trưởng khối thiểu số của đảng dân chủ tại hạ viện đó, vẫn đứng đằng sau ông Biden. À, tiếng nói chống ông Biden trong nội bộ đảng dân chủ có nhưng mà dầu sao cũng là tiếng nói thiểu số. Nhưng mà lẽ đương nhiên khi mà dù là như thế nữa, họ nói chưa bao giờ trong lịch sử mà ngay cả đảng của chính mình mà các thành viên của đảng lại chống mình như thế thì đó là cái chuyện lịch sử và đó là lý do tại sao báo chí đã nêu như thế. Nhưng mà ngược lại bên phía đảng hòa cũng chưa bao giờ họ thấy một ứng viên hiện nay đang bị truy tố về các tội hình sự mà vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và gây quỹ nhiều đến như thế. Trong bài New York Times họ có theo nêu thêm những cái điểm nào khác à, mà tại sao cái bài này anh có nghĩ là lý do họ đưa ra để nói rằng nếu mà bên phía đảng Dân Chủ đừng bỏ cho Biden thì bên phía đảng Cộng Hòa cũng đừng bỏ cho ông Trump. Và đó cũng là cái ý kiến chung trước đây trong các cuộc thăm dò thành viên của Cộng hòa hay Dân Chủ đều nói họ không ủng hộ cả hai ứng viên này luôn nữa. Họ muốn một nhân vật mới. Đối với ông Trump thì họ cũng không có ủng hộ. Đối với ông Biden họ cũng không ủng hộ. Họ muốn có một nhân vật mới. Vâng, chính xác là chỉ mới trước đó, trước đó hai tuần thôi. Thì cũng một cái bài xã luận của tờ báo này đã lại nói như thế này. Tổng thống Joe Biden nên từ chức ứng cử viên. Đó được cho là một ứng cử viên đảng dân chủ sau cái màn tranh luận đáng kinh ngạc của ông ấy và rồi đồng thời viết rằng việc rời khỏi cuộc đua tổng thống sẽ là dịch vụ sẽ là dịch vụ công lớn nhất <laughs> đại ừ. cuộc là nên từ chức chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả và hẹn lại vào phần tin tức nổi bật ngày mai gửi lời chào anh vũ chung à, vâng.